Bên đây là bạn tên là Phong, nhà là bằng sông Cửu Long, ha, kế bờ sông, dáng đi hơi cong cong, lúc là lông bông, đôi khi cũng té sông, nhưng bây giờ thì ở không hết. Chào anh Linh, mời bạn ngồi. Dạ, dạ anh Linh cho em một phút em giới thiệu. Cho bạn 2 phút luôn. Em họ Võ, tên Phong, tên chọn gọi là Võ Nguyên Phong. Phong tuổi con rồng, nhà Phong ở gần đồng bằng sông Cửu Long. Ba má là người nông, sở thích là đá bóng, ước mơ là phi công, từng thi vào học viện hàng không. Lời giới thiệu đã xong, xin cho một tràng pháo tay cổ động. Có chuẩn bị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em cũng có một phút giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào chú MC bên đó, chú Quyền Linh ạ. Bảo tố đã nổi lên. Chào con. Con có gì nói tiếp đi con. Con tên là Phan Thị Thanh Thuận, năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của con là con đang cho vay nhẹ lãi. Làm gì? Con cho vay nhẹ lãi chú ơi, chú có cần vay không? Dạ. Lãi ít đó, trời ơi, tưởng nó vay nặng lãi giật mình. Dạ, con đang làm việc tại ngân hàng, ngân hàng Sài Gòn, Hà Nội. Bên đây là bạn tên là Phong, nhà là bằng sông Cửu Long, ha, kế bờ sông, dáng đi hơi cong cong, lúc là lông bông, đôi khi cũng té sông, nhưng bây giờ thì ở không, hết. Con không thích cong chú ơi. Cái dáng đi cong cong. À, giống dáng cong á, đứng dáng này nè. Công này ha. Anh là nhiêu tuổi rồi? Em 28. Anh tưởng đâu em còn trẻ. Thật sự là anh nghĩ khoảng 21-22 thôi. Anh kia nghe trẻ. Cảm ơn anh Linh. Trẻ mà còn trẻ. Em không thích trai đẹp, chồng xấu dễ xài. Được rồi. Em là hướng dẫn viên du lịch. Em thì tính tình em hiền. Hiền. Hiền, vui vẻ. Em muốn tìm bạn gái của em cũng hiền. Cao từ 1m6 trở lên. Cá tính, năng động. Rồi không thích gì cho người ta nói luôn. Không thích là con gái dữ dằn quá, rồi ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt. Gì vậy, gì vậy? Sao? Nói anh gì lè lẹt từ lưa vậy? Không thích ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt, lưỡi lè dài. Ra mắt mới gì, con gái người ta làm đẹp mà không thích là sao? Dạ, nhộm tóc em cũng vẫn đồng ý, nhưng mà nhộm những cái màu mà nó phù hợp, nó tối, như màu nâu và hạt dẻ chẳng hạn. Thôi trời ơi, giỡn, giỡn, đi về, đi về. Vàng khè, những màu xanh lè. Có nhợm bên gì đây không? Giận đi về, không có dở màn gì hết á. Trời ơi, bên đây hung dữ lắm, cao 1m4, ngồi trên ghế sofa chân không đạp đất luôn. Thôi à, nói gì đi, người ta đang nói với em đó. Ta về mất tiêu rồi. Đi về kìa, nói gì nói đi, em chơi gì, lè lẹt gì đó. Dạ, để em thuyết phục một bài thơ vui do tự em sáng tác. Rồi. Dạ. Thuyết phục nha, để người ta đi về đó. Dạ. Ta đi về rồi, thơ tặng tôi nè. Dạ. Ta đi xuống rồi. Tặng Trần luôn. Rồi tặng đi. Trai độc thân chưa một lần có vợ, tìm bạn đời để trao đổi văn thơ. Nếu hợp nhãn thì tiến tới hỏng chờ, xin thành thật đừng làm tôi đau khổ. Bởi tối qua nghe mẹ già than thở, từng tuổi này mà chưa có con dâu. Lỡ mai đây khi gói mỏi bạc đầu, không cháu nội thì tuổi già quạnh quẻ. Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé, nên quyết lòng đi kiếm vợ mau mau. Liều thân trai giữa chốn vàng thao, 12 bến nước trong nhờ đục chạy. Anh giỡn thôi mà, em đừng ái ngại. Anh đây ga lăng, tử tế, đàng hoàng. Thuở xa xưa cũng có lúc đi quan. Giờ tu tỉnh, ăn chay và tìm vợ. Mô Phật. Hay, được. Được, bắt tay cái được. Kêu được, trở được. Lại, kêu được, trở lại. Được. Em ơi, khoan đi, lên. Về lên đi. Về lên. Còn cái trò gì nữa không, kêu gì nữa không, làm em, luôn. Em hát được. Rồi, chơi luôn. Dân miền Tây hát cải lương. Ok anh luôn. Hò... Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hò... Tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Vô ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bãi, sao cô gái năm xưa đâu chẳng thấy ra chào. Chị vậy được, thôi được. Em ra chào. Chào. Vô. Sao nãy giờ nghe thơ với nghe hát cái nào ấn tượng hơn? Cái nào cũng ấn tượng hết.
mới da số lùi lại nè. Da số lùi lại. Ơi, từ nãy giờ về mất tiêu rồi. Nghe cái bài thơ ảnh nãy em có cảm xúc như thế nào? Hay. Hay. Bảo. Đúng. Em giới thiệu về bản thân mình một chút. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Đợi bạn phiên kia, nếu mà bạn phiên kia đồng ý thì sẽ vô danh sách là thất tình của em, mối tình thứ 7. À, thì có chịu vô danh sách là thất tình của cổ không? Dạ chịu. Em là có 3 mối tình chính thức và 3 mối tình mờ ám. Mờ ám là sao? Thôi cái chính thức bỏ qua, chị khai thác cái mờ ám. Xưa thì tôi mới nghe vụ mối tình mờ ám. Con kể dạ. Nghe mối tình mờ ám là sao con? Chú bình tĩnh. Dạ, mối tình mờ ám là em quen nhưng mà em không có công khai. Mình cũng chưa biết là như thế nào nữa. Và cái mờ ám là coi như trong bóng tối. Dạ. Đúng không? Trong lúc quen mối tình kia thì có một tình là mờ ám hả con hả? Dạ không, khoảng cách nó cách biệt chứ nó không có... Không có chung đúng không? Bây giờ mỗi lúc là dù chính hay dù mờ gì cũng có một người thôi. Dạ, phải không? Đúng. Như vậy không phải là gọi là mờ ám. Chú tưởng đâu là con đang quen người này công khai cái con có mối tình nào mờ dạ. ám phía sau. Cái đó nó khác, thấy không? Mình đừng dạ. nói vậy người ta nghi ngờ mình không tốt. Còn dạ. chú hỏi con bên đây. À vậy là bên đó cũng kêu bằng chú hả? Đúng rồi, hai đứa kêu bằng con hết đi. Con có bao nhiêu mối tình rồi? Con thì học cấp 1 á, con có một mối tình. Học cấp 2 con có mối tình. Cấp 3 con có một mối tình. Lên cao đẳng con có một mối tình. Mà toàn là đơn phương thôi. Còn mối tình mà không có đơn phương có không? Dạ cũng có. Một duy nhất quen khoảng 3 năm. Con cũng thương người đó lắm. Thương nhiều không? Thương nhiều lắm. Bây giờ còn thương không? Bây giờ còn. Hả? Còn sao đi kiếm người khác? Chính thức nó là chia tay rồi. Thì con ở không cũng được 3-4 năm rồi. Ở không vậy đó ha. Có quậy quẹt gì hả ai không? Cũng có nhiều cám dỗ lắm. Nhưng cũng ráng giữ mình. Mình cám dỗ người ta, ta cám dỗ mình. Người ta cám dỗ mình. Có không đó? Dạ có. Còn mình có đi ghẹo ai không? Có cưa ai không? Còn cũng có cưa. Mà không được hả? Theo tình chạy. Chạy đường tình theo. Dạ. Bên đây thì sao? Mình mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Không đẹp trai, đầu không có hói, bụng không có bự. Trong bóp có 5.000 đưa em 4.000 được rồi. Em không lấy nhiều đâu, em cũng lấy hơn số đó đâu. Chị qua kiểm tra lại coi có rồi, hồi nãy coi rồi. Có hói không? Không. Không hói vậy được. Hói là tôi hói nè. Có bụng bự. Không, đủ tiêu chuẩn em hết á. Vậy thôi, cho kéo màn lên bấm nút đi. Linh Minh chưa duyệt sao cho kéo màn được em. Hôm nay mình đi tới đây có ai ủng hộ mình không? Dạ có, chị họ. Rồi, chào em. Dạ, chào chị. Em thấy bạn bển sao? Ấn tượng không? Cũng ấn tượng, cũng tiến tới được đã thuận. Ấn tượng chỗ nào? Dạ, em đó thì nhìn hiền à. Nhưng mà chị thấy giống như là không có hợp với bên đây lắm. Dạ không, em thấy hợp mà. Rồi, cảm ơn được em. Đã thuận. Bên kia, bạn có đi với người thân không? Dạ có chị, em đi với hai thằng em trai. Một thằng em ruột và một thằng em chú bác ruột. Hai thằng em trai đâu? Hai dạ người dạ em dạ trai dạ. đâu? Ừ, hai người em trai. Dạ em là em chú bác ruột với anh Phong. Chú bác gì? Chú bác ruột. À em thấy tóc của chị bị cháy nắng. Ngoài điểm đó ra thì em thấy là phù hợp với ông anh của em. Ba tóc tai quỷ gì có gì đâu. Dạ giờ mới nhận lại đúng chị. Hợp nha. Nói là anh không hợp anh la đáng chịu á. Để anh quan coi cô này sao mà cô xéo sắc tôi dữ vậy. Cút hà. Cút hà. Sao con? Dạ. Sao mà nhuộm tóc vàng khè vậy con? Không, con đi làm, đi ra ngoài đường nhiều bị cháy nắng. À vậy à. Khổ lắm chua. Khổ hả? Có chịu về đồng bằng sông Cửu Long không? Về làm dâu miền Tây cũng được. Cưới liền được không? Ây dạ, căng ạ. À. Ủa sao căng? Con dự định là 28 tuổi mới kết hôn. Dạ. Vậy mình chuẩn bị rục rịch là vừa rồi. Rồi để hỏi bên đây chịu không đây muốn lấy cưới liền á. 2 năm nữa mới cưới. Ủa, đi vĩnh long chịu luôn. Dạ, hợp anh. Em dự định là 30 em cưới vợ. Rồi vậy là hợp rồi ha. Nào chuẩn bị kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Wow. Trước khi trò chuyện thì mình có một món quà, một món quà tặng bạn. Bất ngờ không bạn nữ? Dạ bất ngờ quá. Bạn này nhìn trẻ. Bạn đang làm nhân viên ngân hàng. Khâu đòi nợ đó mình. Bạn đang ở quận mấy? Mình đang ở quận 9. Chứ anh em đi, người ta lớn hơn mình 2 tuổi lắm mà. Thượng đích đúng không? Quá mà. Nhà bạn có mấy anh chị em? Anh em có coi. Không thôi tôi ve số ve à. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có một chị với một em trai. Là 3 người cũng giống mình. Mình 3 anh em trai không à? Anh giống anh. giống anh. Anh còn mẹ già và 2 người em thơ dại. Trước khi đi á, mẹ anh dặn là con lên tìm người đó phải nói chung là hiền. Hai đứa thương nhau là được. Mẹ anh dễ lắm, chỉ có nhiêu thôi. Mình cưới á, thì mình có thể về sống với mẹ một thời gian. Rồi thằng em Út anh á, nó học ra trường, nó có vợ xong á, thì mình sẽ ra riêng. Mình nhường cái bổn phận này lại cho em Út.
Như thế là riêng mình sống. Cái gì vậy? Lo ba mẹ cho em hả mày? Đúng rồi, xuống Úc khôn nhà Úc chịu rồi mình đi đúng rồi. Dạ chị Tường nói đúng. Con cái thì sao? Anh thích có từ 1 tới 2 con thôi. Con nào thì cũng là con mình, con nào mình cũng nuôi dạy hết. Nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn của anh á, tâm cảm của anh á, thì anh vẫn thích con trai hơn. Anh nói thật, anh nói thẳng thắn lắm. Con trai miền Tây thật thà chất phát, có sao nó vậy người ơi. Rủ giờ thí dụ nó đẻ 2 đứa con gái không rồi, ông tính thì sao? 2 đứa con gái thì ngừng, không đẻ nữa. Chắc không? Chắc. Cảm nhận gì bạn ấy thế nào? Nhìn thẳng vô mắt sao nhìn anh chỉ vậy? Ý nhìn chú gì con? Em cảm nhận gì anh sao? Anh rất là hiền, hài hước. Khoái không? Thích. Hồi nãy tôi nghe cô nói rõ ràng ràng cô không thích người trẻ đúng không? Không, em nói là không thích đẹp trai. Vậy là anh không đẹp trai anh xấu à? Không, em đâu nói anh xấu rồi. Vậy là anh... Anh đẹp thôi. Anh đẹp, à, em thích không? Ý là nói anh đẹp thôi, anh không có trai đó. Thôi nói tình cảm đi, bây giờ sao? Tình cảm nói câu gì ngọt ngào, yêu đương, lãng mạn thôi. Bóng dáng ai đẹp xinh, cho lòng anh đầy chìm đắm. Với áo dài tung tăng, em bước đi lòng anh xuyến sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen với chút chuyện cho. Nhà cô bé ở đâu, cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hướng. Đi chiếc nhà người ta, xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nè nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Rồi. Bây giờ mình bấm nút hay không? Bấm nút quyết định đi. Trước khi bấm nút lên câu dòng khổ kia cho anh bấm ém ơi gì đó. Rồi dạ em lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. 2, 3. Hỡi cô em gái nhỏ ngây thơ dưới tà áo trắng phất phơ bay trong gió. Vì sao em đứng ngẩn ngơ bên khung cửa sổ nhìn sát phượng rơi nhộm đỏ sân trường. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Đó nó phải hấp dẫn vậy đó. Hay quá. Được rồi nha. Hai người thấy cũng dễ thương. Dễ thương lắm á, đừng ăn hiếp nha. Tôi thấy xác suất là bà đây ăn hiếp này hơi nhiều rồi đó. Nắm tay nhau thôi. Thấy sao em? Dạ, bàn tay bạn rất là ấm. Ấm rất là mềm mại. Thấy nó phiêu phiêu. Chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật tuyệt vời ha. Em có coi chương trình Running Man của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Và cao cỡ anh Quang Su, cơ bắp giống như anh Trung Phúc. Và hài hước giống như anh Chú Du Giây Xúc á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Mời đi anh trai. Bây giờ thì em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào mọi người ở khán phòng. Chào quý vị khán giả đang xem trên màn nhỏ. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn gái bên kia. Em tên Đoàn Diệu Hòa, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên và học tập sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là thủ kho ở Tân Phú. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, bạn trai bên kia, gia đình hai bên và quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Hà, năm nay 26 tuổi, quê ở Đắk Nông và hiện tại đang là quản lý khách hàng tại công ty chuyên thi công nội ngoại thất tại quận 12 ạ. Những cái khuyết điểm như cái ưu điểm của em là gì hả Hà? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống được ít bia thôi. Một ít bia của em là mấy chai cưng? Tầm 3 chai. Cũng được. Dạ vậy nếu mà anh uống thì chắc em đưa anh về quá. Dạ em uống cỡ 5 chai rồi. Dạ em rất dễ đồng cảm người khác. Hay vô quậy nhà bếp của mẹ cũng quậy được vài ba món. Mỗi lần em bày ra gì là mẹ em la trước rồi xong rồi em nói một hồi là mẹ em cũng làm giùm em luôn. Có lần em làm chè nhãn nhục hạt sen á, cái em làm không biết làm sao mà nó ngọt quá, cái em bỏ muối vô. Gì kỳ vậy? Em bỏ muối vô cho nó bớt ngọt, cái hồi em ăn không được luôn. Nấu nhãn nhục ăn xong cũng thấy nhục nhục. Ừ, mà bạn nói cái đó là ưu điểm của bạn. Ưu điểm đó. Hay làm trò, rất thích hát mọi lúc mọi nơi luôn, hát trong toilet hay đi đi tắm rồi em rất hay thích hát là lúc mà chạy xe á. Em hát thử đi, hát luôn đi. 2, 3.
Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thấy nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu. Đằng tròn niềm tin sai người, giờ này ai không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Yeah, yeah. Hay mà, hát hay mà. Rồi, xin mời đàn gái. Dạ. Em biết hát không em? Dạ, em cũng có hay hát khi mà đi tắm hoặc là cũng chạy xe. Dạ, em thích làm thơ, thích thả thính. Dạ, em có bài thơ ở đây, xíu nữa em mở rèm ra em đọc. Vậy hả? Dạ. Thôi em hát đi, hát trước đi, hồi đọc thơ sao? Nếu như ngày anh bước đến thì em sẽ yêu thương anh. Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh từ cơn gió bay qua. Hay quá vậy. Bên đây là rất thích hát trong nhà tắm. Bên kia có thích tắm vừa tắm vừa hát không? Dạ, vừa nghe nhạc vừa tắm vừa hát. Vậy hai đứa đi tắm hát đi, hào nước lắm. Em gái có tật xấu gì không? Em có tật xấu gì? Dạ, em cũng hơi nóng tính một chút. À, có hay ghen, có lên Facebook soi tới công ty họ hàng luôn. Em yên tâm, em muốn mà có gì anh đưa Facebook cho em luôn, em khỏi lo. Chẳng những em đưa Facebook cho bạn gái, em đưa Facebook ba mẹ ông bà cho bạn gái luôn. Dạ, chỉ cần anh tìm, anh có thể chia sẻ với em thôi thì em sẽ không soi đâu ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là ai? Dạ, em có coi chương trình Runman của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Có phải là Lee Kwang Soo không? Dạ, cao cỡ anh Kwang Soo. Rồi sao nữa? Cơ bắp giống như anh Trung Cúc. Và hài hước giống như anh chú Du Giai Súc á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Nói chung là cả ba anh luôn là Su Cu Cúc. Cu Cúc. Em thuộc Su Cu Cúc, vậy là em thuộc... Em có hài thôi. Có hài hước được không em? Dạ, cũng được. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Nói cho Dương Vân nghe nào. Dạ, mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ có tóc dài qua vai. Tóc dài qua mắt vai. Mắt to, da trắng. Nói chuyện hoạt ngôn xíu để nói chuyện được nhiều với em hơn. Hoạt ngôn, nãy cũng hoạt ngôn rồi đó. Dạ. Gì nữa? Chiều cao không quan trọng. Mét được không? Không, được không? Được, được. Được phải không? Vậy được. Nó không quan trọng thì mình đưa xuống mét thì coi nó có phản ứng gì không? Rồi bây giờ nè, 26 tuổi, sự nghiệp đã có gì chưa? Nếu như bạn nữ có tiến tới hôn nhân thì sẽ tạm thời ở nhà của em trước. Tại nhà à, em làm dâu trước đúng không? Dạ, ở đây. Nhà em chỉ có ba em với mẹ em thôi. Không dễ ẹt. Làm dâu được không? Dạ được. Được luôn phải dạ. Không? Chăm sóc được, nấu ăn được. Dạ, tại vì em ở quê vô nên là có nhà thì tốt. Có mấy người yêu rồi trước cái bạn này? Tình trường của em có thời học sinh là năm lớp 8. Lớp 8 đã biết yêu rồi. Ông nói, ông có làm yêu đơn phương thôi cô chị. À, đơn phương. Ừ. 4 năm trước em có quen một bạn nhưng mà cũng có 30 ngày thôi. Quen hết con căng rồi hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có hung chưa? Dạ có luôn. Ủa bạn mà... Dạ mà bạn đó không tự nguyện. Em mỗi lần hung là em trốn hoặc là em làm gì đó. Em tìm cách để em hung bạn đó. Em cướp nụ hôn đó phải không? Chứ không có ai cho em. Mỗi lần hung là ăn tán hoặc là bị véo ở đây nè. Về bị tím cắt luôn. Rồi tội nghiệp, hung con cái mà tán vô mặt rồi nó ngắt nghéo. Em có tán khi người yêu hung em không? Dạ không, em thích. Chuyện này không có bị tán đâu. Mấy mối tình rồi? Dạ, tính ra là 2 mối tình nhưng mà không được chính thức cho lắm. Thì tới khi em hỏi bạn đó là bây giờ mình là gì của nhau á. Thì bạn kêu em đợi. Nhưng em đợi được 1 tháng thì em quyết định không đợi nữa. Thì sau đó bạn đó có báo với em là sắp cưới. Trời, đợi lâu rồi, đợi cả tháng luôn á. Đợi 1 tháng. Hai này gặp nhau được nè. Em hình dung một cái người tình lý tưởng như thế nào em? Dạ, em liệt kê thì nhờ chị Hồng Vân kiểm tra giùm em. Cao đã. Trên 1m65. Được không? Được, em 6m8, 6m7 lần. Được. Rồi, 6m7 luôn. Dạ, không bị hô. Chút xíu được không? Chút xíu. Xíu, xíu. Công nghệ niềng răng bây giờ dạ. Cực kỳ tốt luôn. Mình sửa. Không có cờ bạc. Có không? Dạ, không. Rồi, không luôn. Không cờ bạc. Không có đào hoa. Không, đâu có ai đâu đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng em mà. Chắc chắn luôn á, mình lên. Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ chứ anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức một con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Bên đàn trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp với là một bạn nữ thân của em.
Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chị Hà cũng như là bên đàn gái và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gia đình anh Hòa không có sắp xếp thời gian tới đây được á, nên mong là bên đàn gái mình sẽ thông cảm. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Cẩm Hằng, năm nay 24 tuổi. Theo em nhận xét chị Hà nha, chị Hà là một người mạnh mẽ, với lại chị rất là dễ thương. Dễ thương, em thấy được. Còn về anh Hòa, nói chung là em rất thân với anh Hòa. Có thể nói anh Hòa có rất là nhiều ưu điểm như anh Hòa nói. Anh Hòa là một người biết lắng nghe. Nếu chị là một người phụ nữ nha, được một người đàn ông lắng nghe tuyệt vời lắm luôn á. Trời, nói chuyện bí mật đàn luôn. Đàn ông ai cũng lắng nghe hết, nhưng dạ, quan trọng vâng, họ có thấu hiểu hay không thôi. Đúng rồi, và rất là thấu hiểu. Em nghĩ là cái tâm đức của anh rất là có và rất là cao. Anh ok đó chị. Thì hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội, biết đâu mai mốt mình sẽ đi nhậu chung với nhau. Dạ em hết rồi. Được. Nha. Rồi em dạ, gái đó là em gái thì sao? Bạn đó có chồng rồi. Nhưng mà em có em gái mưa không? Dạ không, em không có em gái mưa, em gái nắng vậy. Giờ em chỉ có em gái Hà thôi. Em gái Hà đi với ai vậy? Dạ Thả Thính kinh hoàng không? Hôm nay em đi với một đội ngũ hùng hậu, có ba mẹ, sếp, chị hai, chị họ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trời ơi. Rồi. Chào bên đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Văn. Nói chung là về nhận xét thì nói chung cảm thấy là khuôn mặt nó cũng khả ái, về cái cân đối chiều cao thì cũng bình thường. Còn về ưu điểm thì nói chung cái gì mà tao ưu điểm là tao phát huy thêm, còn mà khuyết điểm ta cứ sửa chữa. Theo tôi thì cảm nhận thì cũng được. Dạ. Cái gì chưa được có thể góp ý không? Không, có cái góp ý nữa thì nhờ là bên sếp của cháu. Em làm là đồng nghiệp chung với Hà. Quản lý trực tiếp của Hà. Khi mà em nghe hai bạn chia sẻ với mình, cảm thấy hai bạn còn trẻ con á, nhưng mà đặt vấn đề về hôn nhân này kia thì em thấy cái suy nghĩ của bạn này nó còn cần phải tìm hiểu thêm, dành thời gian nhiều hơn nữa. Thì vì quan điểm của em về trong tình yêu á, thì tình yêu tới nhanh lắm, nhưng mà nếu mà theo cái cách bạn chia sẻ thì cái sự thấu hiểu nó sẽ chậm một nhịp. Thành ra là nên dành thời gian nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để làm sao cho sự thấu hiểu nó bắt kịp với lại cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu sét đánh mà tí nữa mình gặp ấy. Nhưng mà nhớ là phải chậm và sâu. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Chuyện này chuyện của tụi nó ha. Khi nào mở xong nói không? Chú gật đầu là được. Bắt đầu. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Anh cũng có bông nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ, anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang, thì Hồ Chí Minh không được lạnh cho lắm, nhưng mà quê em thì lạnh. Khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống, trên đầu xuống. Em quà cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Rồi, trước khi em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau trong bài Minh Hằng với Tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp, anh đã ở đâu? Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc. Không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Bao chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó. Nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ. Gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Như vậy còn gì để nói nữa đâu, đúng cô không? Cô gái rất là bản lĩnh nha. Cọc đi tìm trâu khắp từ miền Bắc tới miền Nam luôn rồi đó. Đây, đó, con anh ở đâu? Đúng rồi, anh ở đây rồi. Xúc động hay không?
Chứ tôi là tôi muốn rớt nước mắt đó, có xúc động không? Dạ cũng có. Cũng có. Có nhiều không anh? Có nhiều. Đọc xong bài thơ giống đơ luôn à. Anh dạ. Nhận thính không? Em thích thả thính và đó là thính. Vậy mình cùng nhau thả thính nha. Rồi, được rồi. Anh có thích đi du lịch không? À, anh thích đi du lịch nhiều lắm. Anh đi được nhiều ở Việt Nam hay là nước ngoài chứ? Không, anh thích đi du lịch cùng với bạn gái thôi. Nước Việt Nam mình còn rất nhiều địa điểm rất đẹp mà em chưa đi tới, cho nên em sẽ đi trong nước trước. Em đi Nam ra Bắc rồi, điểm nào anh chưa đi thì để em dắt đi. Dễ thương quá. Hồi nãy anh nói anh không nhậu được, nhưng mà nếu như mà em đi làm, em gặp khách hàng, xong rồi em có đi nhậu với khách hàng về hơi trễ thì... Nói chung là em chỉ cần báo anh tiếng thôi là được. Giờ giấc khi nào em chuẩn bị về anh sẽ ở nhà anh chờ em. Ok. Em thấy anh sao? Có một chút hơi khác với tiêu chuẩn, đó là bằng tuổi thì em cũng có thích người hơn tuổi em một chút. Nhưng mà nếu như mà anh đủ chững chạc, chín chắn và có thể tìm hiểu em sâu hơn thì... Lên đây thì anh có thể bị khớp, bị quên. Cho nên tính anh cũng hơi trẻ con, nhìn thấy tính anh hơi trẻ con. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì tính anh rất là quan tâm nhiều người, nhiều thứ. Hiểu được cảm xúc của con gái rất dễ luôn. Em có hơi mũm mĩm á, thì không biết là như nào. Đó về mình tính sau nha. Mỗi đứa sẽ nhìn nhau muốn nói gì với người đối diện. Mình nói thật lòng, mình nói tất cả suy nghĩ luôn nha. Trước khi tới đây á, thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong. Gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy, em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem, trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai, ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đậy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em. Em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em. Trời, tôi thiệt á, tôi nghe cái bài thơ này tôi cũng muốn khóc. Án thơ của cô gái tôi cũng muốn khóc. Trời ơi, sao mà xúc động vậy? Cái này là cái này các bạn lấy cảm xúc sự chân thành đến từ trái tim đó. Vâng, thì đó, hai bạn ấy rất trẻ nhưng cảm nhận hai bạn ấy rất là sâu sắc luôn. Các bạn ấy chuẩn bị trong cái buổi gặp mặt hôm nay rất là kỹ luôn ha. Ở trên dòng đường đời này á, có nhiều rất nhiều bến đổ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc, và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Bấm nút hay không bấm là quyền của các bạn. Yêu thương nhau, xem đây là một nửa yêu thương của mình, có thể đi đến hôn nhân thì bấm nút. Nút đã bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3 2 1 hết thời gian. Tuyệt vời. Anh lúc đầu anh lại đánh giá em là một con người khác. Nhưng sau cái đó, cái bài thơ đó thực anh sự lại cảm giác là suy nghĩ của anh sai. Cảm ơn em đã đem đến những cái giây phút, những cái cảm giác rất là thật, rất là tuyệt vời thế này. Rồi hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép có chú đó. Dạ ba, cho con xin hôn hôn Hà. Con dễ thương đó. Thứ ba liền luôn là xin. Cậu này á, theo mình đánh giá, theo cái kinh nghiệm của mình nhìn á, cậu rất thật lòng, không có gì gọi là giả dối hết nha. Không phải như những người khác. Tuy mới nhìn mình cứ tưởng cậu này lóc chóc, cậu này cái gì đó nó gọi là xu hướng thôi. Em ở ngoài là em là một người rất là hoạt bát, em rất thích giỡn và thích chọc phá mọi người. Nhưng mà sau khi em về mỗi ngày á, thì em sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm.
những việc mình đã đi qua, cho nên nhiều lúc á em hay cảm thấy em sai nhiều thứ lắm, nhưng mà em chưa có cơ hội nào để có thể xin lỗi hoặc là làm gì đó tốt hơn. Ở đây những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 để chiến thắng. Không thích bạn trai đẹp trai hơn quá. Bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy chị. Hả? Kỳ vậy? Bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Cỡ thùng hay sao chị? Cái gì? Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, chào anh. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. À, lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Em xin gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời ơi. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại á chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơn quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ bạn thường thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả? Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ, hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. À, vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ. Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu em. Dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy 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 á phải không? Dạ đúng rồi chị. Một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy 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 giùm em nha. Dạ kiểm tra coi sao. Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy. À. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ. Có ai nói em ấy ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói đó. Nhưng mà trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn men? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy dạ, là thì đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ thứ kho. Dạ không anh ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ, được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ đôi lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi sao em nói thiện nha. Thiện thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sao thấy ghê quá vậy. Rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, rồi. Nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi, chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái trời gì? Ơi. Một lần em uống một thùng. Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được bằng mấy chai? Chắc cỡ là 5-6 chai gì thôi chị. Thiệt không? Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình giận mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử vậy em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử đi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai tin sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mà đội của em đã được vô vòng tứ kết anh rồi. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú
chăng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự, thì ba lấy ta từ phu nhân sẽ được chỗ tình giang nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện làm mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ chữ hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 12 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kế tại thi ba tỉnh đó chị. Là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề và em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó. Vậy hả? Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nói chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ bình thường vậy. Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà anh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành. Không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người của em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào dạ. Nha. Chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường nữa là men bình thường. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không về tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Dạ, nhưng mà về cái khoảng là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời, không nghiệp kỳ vậy, ai mà cô gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu, tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nườm nượp dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị, em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ vẫn cần tôi xếp vô cái là độc thân bình vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây ha. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi, chắc chắn. Không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Thứ hai chắc chắn là con ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Vậy nãy giờ thì nói lo được hết á, lo cho vợ, lo cho con được luôn anh nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Rồi dáng dốc sao rồi. Dạ cao thì thấp bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em như hơi 61 à lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Ý quên. Em đi, cao nhiêu? Đi giày chứ dạ, em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì không đâu, có bắt đâu. Qua bắt ghế thôi em không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Không có điều gì dạ. Không thích nữa người con trai. Ừng keo kiệt quá. Gia không. Trưởng. Bạn mới đi thoáng. À, không keo kiệt, không gia trưởng đâu em ơi. Dạ với lại bạn đó phải lãng mạn với gia lăng tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với bạn tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó. Nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn cái gì nữa không? Mưa anh? Mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm
cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ tìm hiểu với nhau. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì cô rất mừng. Cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh muốn quà tặng em. Dạ em chào anh, em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cây cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Thì anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai vậy em tặng anh. Rồi cảm ơn em. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến. À, cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu được chơi xuống dưới thì em thấy có cũng không mấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh ấy em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái chất có cái máu đó rồi, cái máu có nghệ thuật trong người rồi đó, nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy á, em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tiêu dưới bức tường cái em không có thấy được. Thì anh hít lại cho em coi được không? Đó rồi kìa. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thấy không? Khuyến mãi luôn thấy chưa? Tặng em cả luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì á. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Thì anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn, cho cổ thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn nào đó. Nói chung là ví dụ như một cái trái tim đó, đó. Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên, tự biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng đó. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thân mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh, làm vợ anh. Tức là giờ em hơi bị đau hồng, thế em không lên được phòng cảnh của mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình, lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé lên cố gắng lắm mà. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà em ảnh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng cái câu cuối lấy, thôi. Lấy bắt hơi đàng hoàng chuẩn bị. Làm vợ anh nhé để cho người ta. Trước đó câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Ừ,
nhỏ. Đúng, anh luôn thông cảm với em, tại em thông cảm thôi. Không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi, phải không? Rồi cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Nó lại vậy đó. Thôi nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Cô bấm cái gì nữa? Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm được mà đó. Bấm. Sợ bấm không đúng hả? Thôi xin phép các bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. À, con xin phép gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi, nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa, chưa gật đầu, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Còn cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa, phải lùng xuống cho ta hôn chi vậy? Dạ. Ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ. Con gái em đó có nói, nó nói thôi mẹ, tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được. Con á là mấy mốt con đi Sài Gòn con học rồi, thì mẹ ở đây á, thì chắc có lẽ là một mình như vậy thì buồn. Thành ra em quyết định là em đăng ký đến chương trình. Yeah. Và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được với cái người là có thể hiểu hoàn cảnh của mình. Thôi bây giờ mời anh giới thiệu về mình. À, xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Xin chào các quý vị khán giả. Mình tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Ngọc Anh. Sinh năm 1968. Quê Hà Nội, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Công việc là kinh doanh, mà cụ thể là mình với một người bạn có mở một cái tiệm về sửa chữa và buôn bán điện thoại di động và máy tính bảng. Rồi, mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh, Kỳ Cát Tường, cùng quý vị khán giả, cùng anh ở bên kia rèm. Em tên là Dương Kim Huệ, em hiện 38 tuổi và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bến Tre. Em hiện tại là chủ tịch hội phụ nữ của phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Rồi, vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh, điểm yếu thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà nổi nhất đó là sự tự tin và hoạt bát trong mọi công việc. Và cũng có óc cầu tiến. Còn cái điểm yếu thì nói thật là rất sợ tăng cân. Nhưng mà vẫn tăng cân đều đều. Rồi không sao, sau chương trình liên hệ với Cát Tường để được giảm cân nha. Dạ. Anh ơi, anh nghe chị Huệ giới thiệu rồi ha. Còn điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh của mình ấy, thì là mình tự là một người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó ca hát, rồi viết đàn, rồi là thích chơi thể thao, rất thích đi du lịch và cũng có thời gian sống rất lâu ở bên nước ngoài. Anh sống nước ngoài bao lâu rồi anh? Chắc cũng gần 20 năm ấy. Ở đâu anh? Trước thì mình có qua bên Tiệp, qua bên Sloven học, sau đó là đi qua bên Hà Lan sống, nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình có qua được rất nhiều nước. Đông Âu thì có qua Ba Lan, rồi qua Đông Cộng Hòa Séc, rồi qua Hung, rồi qua Bulgari. Nhưng mà qua đó anh làm gì? Đi chơi ạ. Đi chơi mà tới 20 năm chứ ạ? À không, đấy là mình đi được các nước để chơi thôi. Còn mình sống thì sống ở bên nước Sloven là cũng khoảng 4-5 năm. Anh làm công việc gì bên đó? Mình là đi qua học nghề, thợ hàn. Có một thời gian sống ở Đức khoảng 2 năm. Công nhận anh sướng thiệt nha. Linh cũng đi được hai nước rồi đó. Lào với Campuchia đó. Chắc tình trường của anh rải rác khắp mọi nơi quá à. Chắc vậy đó. Em tò mò cái tình trường của anh quá anh ơi. Dạ, cái tình trường thì như thế này đi. Mình dáng chia sẻ ngắn gọn là sau khi về Việt Nam mình có quen rồi, nhưng mà cái thời gian tìm hiểu nó rất là ngắn. Hai người làm đám cưới trong vòng tháng thôi. Về ở với nhau mới thấy nhiều cái nó chọi. Cưới nhau được bao lâu? Cũng phải gần 8 năm đấy. Là mấy đứa con? Một đứa con. Cháu trai hay cháu gái vậy anh? Dạ, cháu trai ạ. Và bây giờ cháu đang ở đâu anh? Sống với mẹ cũng được 11 tuổi rồi. Dạ. Rồi bên chị Huệ thì tình trường mình sao chị Huệ? Dạ, thì nói thật ra thì hồi đó em cũng yêu rất là sớm. Dạ. 19 tuổi là đã yêu. Và khi 21 tuổi thì lập gia đình. Dạ. Khi mà em sanh đứa con đầu lòng á là lúc đó bé được 18 tháng là em ra tòa. Dạ. Thì trong cái cuộc sống thì không phải là ai cũng toàn vẹn hết. Mỗi người đều có một cái tôi của mình. Và mình cũng phải có một cái sức chịu đựng và cái sự dung hòa với nhau. Nhưng mà giữa hai người thì không có được cái sự đó. Với lại lúc đó em cũng còn quá nhỏ.
mới có 23 tuổi thôi. Dạ. Thì cái sự chín chắn của mình nó cũng chưa có. Là em về ở với mẹ em từ lúc con em 2 tuổi. Hiện nay thì cháu đang học lớp 10, là 10, 10... Tết này là 16 tuổi. 16 tuổi, trai hay gái? Dạ, con gái chị. Anh nghe cô kia nói như thế anh cảm nhận như thế nào? Cảm nhận cái cuộc sống của cô cũng rất là khó khăn. Cũng rất là cần thiếu thốn tình cảm. Và bản thân em ý, mình cũng rất là mong muốn và tìm một cái người mà như vậy, cũng cái hoàn cảnh như vậy. Vì mình cũng nghĩ là cái người đã trải qua một đời chồng rồi ấy, thì chinh phục họ cũng không phải là cái dễ đâu. Nhưng mà người ta hiểu và người ta rất dễ chia sẻ thông cảm với mình được. Cô gái bên cô muốn tìm một người yêu như thế nào? Chỉ yêu cầu làm một cái người có cái tình yêu thương mình, yêu thương gia đình và cả đứa con gái của mình. Cái nữa là có một cái sự chia sẻ. Dạ. Không phải là chồng chú vợ tôi như hồi xưa. Tại vì em thấy bây giờ có rất là nhiều cái hoàn cảnh là thí dụ như chồng làm có điều kiện, nhưng mà thí dụ như em, công việc của em á là kinh tế em không có nhiều, thành ra có cái sự mà xem thường thì em không đồng ý. Dạ. Nói dạ. chung vẫn cái chuyện chính mình bị một lần rồi đúng không chị? Là mình mong muốn người bạn đời chỉ cần là thông cảm hoàn cảnh của mình và hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình là được đúng không? Em cũng có một lần đó, em cũng có gặp được một cái anh đó là nói chuyện trên Zalo á, thì nói mấy ban cũng 2-3 tháng ảnh cũng nói là sẽ tìm hiểu rồi thương yêu sẽ cùng mình đó là lo cho con cái. Sau đó em mới lấy một số điện thoại khác, em làm một cái nick Zalo khác, em thử ảnh thì ảnh cũng lại nói với cái người đó y như, y như đó với mình, là từ đó là em mất luôn niềm tin nữa. Dạ, cũng có một người rất là thương em, cũng rất là chăm chút cho em từng tí từng tí, nhưng mà em không thể nào đến với người ta tại được. Tại sao chị? Lý do là người ta cũng như em, cũng là nữ. À. Dạ. Thành ra hoàn cảnh bi đát như trời. Con gái em nó có nói, nó nói thôi mẹ tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được. Con á là mấy mốt con đi Sài Gòn con học rồi, thì mẹ ở đây á thì chắc có lẽ là một mình như vậy thì buồn. Thành ra em quyết định là em đăng ký đến chương trình. Yeah. Và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được cái người là có thể hiểu hoàn cảnh của mình và thương yêu mình thật sự. Thôi vui lên ha chị ha. Anh nghĩ rằng cái anh bên đây anh cũng hiểu được, anh hiểu được em đó. Nãy giờ anh nghe em nói anh rất cảm nhận về tất cả mọi thứ rồi. Nó muốn chàng trai này là cái hình dáng thế nào, hình mẫu thế nào, em có thể diễn tả thử xem giống anh bên đây không? Cao hơn em một cái đầu. Hối như anh Linh vẫn đẹp trai, vẫn duyên. Bụng đừng to quá. Hên quá. Tại vì em nghe nói trên khoa học chứng minh đó là nếu cái người nào mà bụng càng to thì cái tuổi thọ nó sẽ càng thấp. Mày quá. Em không có nói anh Quyền Linh đâu ạ. À, tại em thấy Quyền rất là đẹp. Em đâu có nói, em nói hối với anh Quyền Linh rồi. Hối duyên. À. Dạ. Hối hài hòa. Rồi anh bên đây thì nói chung là chết rồi. Cũng có chút chút hối. Nói chung người nào lớn tuổi nó cũng hơi hối hối vậy đó. Nhưng mà hối quan trọng là cái bụng ta nó tốt được rồi ha. Anh cảm nhận anh rất là hiền. Và anh hiểu được những cái gì mà em nói. Và anh nghĩ rằng anh sẽ rút kinh nghiệm với một cái cuộc tình gọi là 8 năm rồi. Anh ơi, nếu mà em xấu quá, em mập quá, anh có đồng ý không? Cái hình thức nó chỉ là bề ngoài thôi. Đúng rồi. Nãy giờ em cũng chưa nghe là cái mong muốn anh tìm một người bạn đời sau này của mình như thế nào anh? Một người bạn đời thì bây giờ cái tuổi của mình như thế này thì thực tế ra là cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu. Dễ nhìn chút là được rồi. Dạ. Còn chiều rất cao dễ thì... nhìn. Chiều cao thì khoảng 1m50 đến 1m60 thôi. Ở trong cái tầm ấy là dễ dính vào mà đúng không? Chứ đâu có đòi được nữa. Tôi có da có thịt được. Ồ, có da có thịt lắm. Nói chung là... Dư. Dạ. Yeah. Còn em nó rất thích em anh. Tại lý do là em rất là êm. Không, dễ thương. Chào anh. À, chào em. Dạ. À, thế anh có cái điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ không anh ha? Nóng tính quá. Là nói nhiều quá. Thế hiện tại là anh đang sống với ai ạ? Mình sống với ba mẹ, bố mẹ. Nhà thì có mỗi mình. Có một chị gái thì ở ngoài lấy chồng ở ngoài Hà Nội rồi. Ba mẹ lớn tuổi chưa anh? Ba mẹ thì cũng 80 tuổi rồi. Rồi ví dụ như con gái của chị á, thì anh có thể rước về luôn được không? Dạ, cái này thì đương nhiên rồi. Cái này là yêu mẹ thì thương con thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ, được vậy là mừng, mình yên tâm. Thế hôm nay mình đi với ai hả chị? Dạ, hôm nay em đi cùng với chị gái kế em. Dạ. Và các chị, có chị lãnh đạo, đồng nghiệp chung. Em là tên là Nguyễn Thị Trúc Giang, em là đồng nghiệp mấy chị em phụ nữ thành phố Bến Tre rất là quý mến đối với em Kim Huệ, tất cả các chị em ở xã phường sắp xếp mọi công việc để đến đây với mong muốn là em của mình
có một hôn nhân mới hạnh phúc hơn đối với Kim Huệ. Thì mình nói ra để cho cái gì anh Nam sau này trong mối quan hệ mình cũng biết cái sự thẳng thắn, có nghĩa là mình góp ý, mình phê bình hay mình nói gì đó là rất là khó chịu, khó nghe một chút xíu. Nhưng mà nếu hiểu nhau rồi thì cái chuyện này nó không có thành vấn đề nữa. Riêng đối với bạn Nam thì rất là hài lòng. Một người đàn ông rất là chín chắn, chuẩn mực, và nó cũng từ tốn. Mình thấy nó cũng phù hợp với bạn Kim Huệ. Tại Kim Huệ thì nó năng động, thoải mái và cởi mở, thì cần có một cái người hài hòa hơn lại với Kim Huệ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Hôm nay anh trai mình đi với ai vậy anh? Dạ, có đi mấy bố ạ và cháu. Chào bác tôi ạ. Tôi là ba của Ngọc Anh. Dạ. Lời đầu tiên xin chào chương trình và chào hai MC nổi tiếng của chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Là người cha người mẹ thì ai cũng vậy thôi, đều có một tâm nguyện duy nhất là mong sao con cái của mình yên bề gia thất, chọn được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng đạt được cái mong muốn đó. Đồng cảnh, hai người cũng đều là một lần đổ vỡ và đều có con. Thế rồi nay mai thành lập một cái gia đình mới. Chúng tôi thì cũng gần đất xa trời rồi, 80 rồi, cũng không thể nào ở mãi với con với cháu để mà trông nom cho con cháu được. Chỉ có một cái ước mộng duy nhất là con mình sẽ xây dựng được một cái tổ ấm và là lần cuối cùng trong cuộc đời của nó. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Bây giờ Quỳ Linh sẽ mở rào ra để anh chị có thể gặp mặt nhau nhé. Rồi, xin tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Anh cầm đèn giống nghệ sĩ quá. Thế này là mình thì đúng, bây giờ mình cảm nhận về nhau một chút. Dạ. Thì anh cũng thấy là em là một người phúc hậu. Anh rất là điểm 10 trong em. Ồ. Ví dụ hẹn hò thời gian rảnh lúc nào em rảnh được? Dạ, cuối em tuần ạ. Cuối tuần thì cũng hợp lý. Dạ, dạ còn rồi. Thì ban ngày em đi làm hành chánh thôi, còn ban đêm thì ở nhà. Bây giờ mình đã trải qua một lần rồi, mình có một cái kinh nghiệm, có nghĩa là đã vợ chồng ấy thì nhường chút, nhịn chút, chịu đựng chút thì tự nhiên là hạnh phúc đấy hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Em cũng cảm nhận điều đó. Tại hồi xưa thì nói chung là mình cũng cái tôi mình cũng lớn. Mình không có chia sẻ được với ai, rồi không có động viên, thành ra rồi mình không có nắm giữ được cái hạnh phúc của mình. Hôm nay thì có chương trình này là mình đã đến với nhau, đó là một cái duyên. Và em cũng mong là mình có một cơ hội cho nhau nhiều hơn. Để mình tìm hiểu đúng rồi. Có thể xem là chúng mình có thể tiến trong mấy phút này thì cũng không thể là hiểu hết được con người. Dạ, rồi đúng rồi. Mình tạo điều kiện cho nhau. Nhưng mà em thắc mắc đó là sợ nhiều khi em có con rồi á, rồi sau này rồi cái kinh tế trong gia đình á, rồi có phần nào đó là em phải lo cho con em nhiều, rồi anh như thế nào? Dạ, thì cái này thì anh cũng thông cảm hiểu được cái vấn đề đó. Nhưng quan trọng là ví dụ là mình cùng xây đắp, cùng lo. Còn chuyện con ấy, thì ví dụ có yêu mẹ thì yêu con thôi. Cái tuổi này em không sẵn sàng trong việc sinh con nữa thì thôi, thì chúng mình cùng nuôi những cái đứa con đã có cho nó trưởng thành được rồi. Dạ. Vấn đề về đó. Chứ còn thì anh hỏi em bây giờ em có ví dụ làm dâu thì em có ngại hay là có cái gì gọi là khó khăn gì không? Trong em cũng đã chăm sóc người già rất là nhiều, nhà chồng cũng như nhà mình thôi. Nếu mà mình thật sự mình toàn tâm vô đó thì có dù có khó như thế nào thì mình cũng sẽ làm tốt được. Anh sẽ hát một đoạn dành tặng em trước, đoạn điệp khúc. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc hoa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Đấy là anh hát tặng em. Anh hát rất là hay. Em có 4 câu thơ để đặt mời em chặn chương trình. Và anh, em là cô gái xứ dừa, chân thành chất phát nhưng thật thà thương yêu. Yêu thì anh bấm nha anh. Anh Linh, chị Cát, chuẩn bị tiền mừng đi thôi. Thử xem Bến Tre và quận 12 có tổ chức kết hôn với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình ha anh chị nha.
1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Đó. Ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Thật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Rồi buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, ngồi đi em. Thấy nhà trai ra mà không khí phấn khích quá. À, nhà gái ơi, mình đâu rồi, mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và cái bên kia, em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá, dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Ừ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Và buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Biệt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốn. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, nên là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ ai cũng có thể tắn một tí thì trời dễ ưa nhìn á, ngoại hình ưa nhìn. Trời, chị nghĩ là dạ. Em dạ, đó cái làn da nâu nhanh Linh là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông bạc bè hay chọc ấy. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Không phải lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng về bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng rồi. Tội lắm em, một lần xé là nát da nát thịt đó. Ủa em? Dạ, cái này là tự nhiên. Thế là em mới nói đâu có đâu, rất là đẹp Linh. Vân nói thiệt không? Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống vì lương đó. À, đủ xài phải không? À. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng nu à? Không. Cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy cái mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. À, em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Ừ.
Không nú. Dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong khán giả chị. Vô trong khán giả luôn. Dạ ok. Khỏi kiếm người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm. Mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất là tuấn tú, khôi ngô. Dạ. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau. Đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Anh thấy em gái này cũng được, dễ thương ấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt. Rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có. Món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước. Bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời. Tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chứ chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em à? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông anh em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì đi làm kỷ niệm đi. Bà chuẩn bị sẵn cái đờn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi đi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Lần sau rồi em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Yeah. Trời ơi, đáng lý thì ta phải cho hát được cái tới cái câu Người về đây với anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này rồi. Người ta là chung một nhà.
người ta ước mơ như vậy thì ông nó không còn có một cái lá. Lên. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn cũng chờ luôn. Đó. Không. Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, xuống đây. Nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi. Nói cảm xúc liền cho, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm em, xúc sao nè? Thật sự là em rất em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa. Nên là em tạm thời em chưa dám đeo. Em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Dạ.